cùng hướng lên sân khấu. Một tràng pháo tay cho đội Đình Hòa được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây phần dự thi của đội chúng tôi xin phép được bắt đầu. Của chúng tôi đến đây xin phép kết thúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đơn vị Định Hòa vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp tục là phần dự thi của đơn vị Phú Lợi và chuẩn bị là đơn vị Hiệp An.